chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một buổi sáng thật là vui vẻ nha. Thì trong cái video ngày hôm qua thì em có nói sơ lược về cái xe DK cho mọi người biết, nhưng mà cái phần về cái tần số với lại cái tốc độ mà chạy của nó anh cũng có review và giới thiệu cho mọi người xem. Thì hôm nay trong cái phần trong video là video ngày hôm nay, trong buổi sáng hôm nay sẽ nói rõ thêm cho mọi người biết về chiếc xe này. Đó, hiện tại thì em đang ngồi ở trên cái khung lái của nó, khung lái rất là rộng luôn. Thì cái tay em nó cái con này á, cái cơ về cái phần cơ cấu số của nó thì nó là 8 tiếng 8 luồng. Đó, tốc độ chạy của nó khoảng 35 đến 40 km trên 1 giờ nhưng mà rất là nhanh. Hiện tại bây giờ ngoài đường nó đang rất là đông xe, nhưng mình không có để mình xem được, có test thử được cho mọi người cùng xem nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay cơ cấu về cái phần số cho mọi người cùng biết, cho mọi người thắc mắc nha. Đây, đó, con này là số cơ 100% nha mọi người. Nó sẽ nổ máy lên một tí tạm ngồi bên hơi nóng. Mở cái phần máy lạnh lên. Đó, đây là đây đây. Đây là hai xe tắt, mình sẽ mở báo lên. Nó còn muốn lạnh bao nhiêu thì nhận lại. ra vào được nè mọi người, anh chỉnh được.
nhất để gần sau này nó tất cả các đèn chỉ định nó còn đầy đủ hết. Một cái van này mình có thể nấu dễ cháo cái gì dễ. Van này nó sẽ có một cái tốt định cho bạn mình lên xuống là đây. Còn cái phần mà mình nói với mọi người đó là cái phần này thì nó sẽ có một cái van chờ để mình làm một cái lăng dưới này đó, ở trên cái phần một phần phía trên này nắng nó hơi chói tới hoàng quang không được đỏ làm nó còn rất là chắc chắn. Chào tạm biệt tất cả mọi người.